Sứ xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Giờ hai Sứ xuống nước mẹ, mẹ còn hai bịch nó mới hết. Dạ, mẹ mua ớt cháo gì hôm nay mẹ mua ớt về nấu cháo Singapore. Mẹ xuống đã bán hết rồi, bây giờ chợ cũng đã vắng rồi, người bán nhiều người mua ít rồi. Thì này 7 giờ mấy mừng không à. Nằm nó lăn. Nó lăn xăng, nó lăn xăng. Tự tự múc mà. Ủa, tự nó múc. Bao chiếc rồi bà cố ơi. Đi chơi hôm vậy không nhìn. Con 7 chơi về còn không biết rớt ở đâu. Biết rớt ở đâu lúc nào luôn. Giờ kiếm không biết đường đâu, kiếm nó nhỏ xíu mà. Đi lát đi ra ngoài kiếm ngoài coi có rớt ngoài không. Còn kêu mấy đứa nó nhìn coi thấy có rớt không. Đâu cái kè nó bự. Cái kè kêu sao, cái kè kêu sao. Kè nó kêu sao không? Cái kè kêu sao? Cái kè kia sao không? Cái kè à? Cái kè nó kia sao? Ghê quá. Sợ nó hả? Ồ con sợ đó hả? Ủa cái gì đâu mà sợ vậy? Ghê quá. Có một bé nó dính tùm lum ở trên thôi nè. Hèn chi đấy, đừng thấy nó ngồi nó coi mà nó chút cái ca vô miệng đó. Uống mà, ngút vậy nó tự ngút mà. Trời lên này. Ơi. Đâu cái kè đâu chỉ đợi coi. Ủa nó đu nó là hả? Ghê quá. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình nấu cháo ếch, mình nuôi ếch nè. Nuôi cháo ếch Singapore. Mình nấu cháo trắng để lá dứa cho nó thơm. Cháo trắng rồi mình xem những lá dứa vô cho nó thơm. Con mở ra đi. Con mở đi. Rồi, giỏi quá. Rồi, 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 đi. Rồi, giá lọt vô còn dướng đó. Còn dướng này không chịu, kỹ không? Rồi, con chào đi. Con chào bà cô chú đi. Chào ơi. Chào ơi. Rồi, rồi anh chào ơi. Rồi cười cái cười rồi quẩy quẩy cặp đi, học với cô Hai Nhi đi, kêu Hai Nhi đi, nắm tay dẫn đi, đi học nha. Dạ nội học à, phanh tay tròn rồi, phanh tay tròn rồi, phanh tay tròn sao, chỉ phanh tay tròn sao, chưa phanh tay sao, tròn lại coi. Ờ, anh ta chọn vậy đó. Ừ, giỏi quá. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye nha. Trời ơi, đi học thôi hả? Rồi, đi học đi. Học thôi hả? Rồi, mang dép vô đi học nha. Rồi. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Rồi, cầm dây lại. Rồi đóng cửa đó. Nó đi ra là đóng cửa lại. Rồi đóng cửa lại đi. Bye bye nha. Mời nó kêu máng vô đó. Đóng cửa là móc vô á. Đóng ở đó. À, rồi. Giờ mình ướp thịt ếch cho nó thấm đồng hồ mình kho. Hành tím với gốc hành lá vô. Hạt
Dầu hào cho. Để dầu hào nước tương không có hắc xì dầu không? Mình không có hắc xì dầu. Có dầu hào với nước tương, nước mắm. Cho mấy nước tương đậm đặc vô. Nước mắm. Miếng đường. Cho nó đều cho nó thấm khoảng tiếng hồ sau mình hết kho. Này giờ mình đi ngay giường mình cắt lá dứa vô hồi mình xay. Xay bên xong mình để vô cháo. Cho thơm lá dứa. Tại dưới là mấy cọng dưới mưa rồi nó tốt. Là như lấy nước ít hơn mà. Cho nó ra nước đậm không? Nó ra nước mùi ngọt mà mệt nữa. Nước cốt của nó, nước này đậm đặc luôn, thấy một miếng này còn nó có màu này, nhưng mà nó màu mà nó thơm, còn để cái cọng lá dứa vô thì nó không có màu, không có màu, thơm nhẹ, cái màu lá dứa mình nó đậm luôn. Cháo mình mấy ngày sâu rồi nè, mình quậy lên để nó dính nước. Giờ mình cho tỏi với hành vô mình xào. Giờ mình bắt đầu phở ớt. Rồi cháo cũng như là nãy vui vui xíu, có than. Giờ tỏi với hành mình phải thơm rồi, giờ mình cho ớt vô luôn. Nồi chắc dừa luôn á, dừa hết luôn. Nó cháo mình nãy giờ nó nhừ luôn rồi nè, có nhựa luôn.
cho xíu nữa cái mình để nước lá dứa vô để lửa than ghiu ghiu từ, mình cho thêm vô một miếng nước dừa nữa, bắt đầu mình chụm ghiu ghiu cho nó sắc xuống là dừa. Gạo mình nó nhừ, nó có nhựa rồi nè, rồi mình nấu gạo này gạo dẻo mà, có người ta nấu người ta có để thêm miếng nếp nữa, mình nấu gạo dẻo thì khỏi khỏi nếp, mình cho lá dứa vô, mà nó hơi đặc mình cho nhiêu lá dứa rồi nó là dừa luôn. Xanh đẹp ha. Có luôn kìa. Có luôn. Có dừa, leo muối. Mà tôi hỏi nó chứ ếch Singapore ếch đâu? Ếch nè. Quỷ lên sớm thấy cái ếch nào cũng chơi vậy. Mình cho ếch hả? Singapore mà. Singapore. Không ha? Dạ. Bút bùi thôi. Không, nó dứa rồi. Màu xanh cũng đẹp nữa nè. Nhắc cái liền, cái sâu lên cái nhắc cái liền nó dễ ngã màu vàng. Ta ơi, hai món này có thể ăn được nè. Cháo ớt. Đó. Như leo muối nha cho ngoại ăn. Như leo muối ăn ngon. Rồi. Mắc nào vậy? Mắc chiếc bông rồi hôm á. Ếch mình kho sớm vậy nó sắc nó kẹo rồi, giờ mình cho hành với lá với ớt vô. Lá với củ hành tây vô. Mang khẩu trang vô á thì nó hay đọc cái thứ. Cho miếng tiêu để cho nó thơm. Hành nó chín rồi thì mình nhắc ra. Bếp. Đi ăn cháo nghe con. Cho ếch nè. Cháo hả? Thường. Dưa mắm này là nó mua hả làm vậy? Cháo là phải sướng nha. Ha. Leo muối hả? Con ta bán con gì? Khoan, khoan lần nào chưa? Chưa rồi, biết chứ. Có con ăn quả gì? Trên mấy xe máy có bán. Giờ ở đường chẳng nói nghĩa có bán. Cháo rồi cháu gì vậy trời? Gì quậy vậy con? Hả? Muốn mết không? Cho cái đùi đi. Ít căng hay được. Cho cái đùi mà nó chưa mà. Cháu ăn cháo không trước đi hả? Cay. Cay cay không? Ba hai không ăn cái đùi, ba hai ăn cái mấy cái miếng này nè. Cháo. Mời cả nhà ăn cháo ếch với gia đình mình nha. Rồi rồi ok. Cái gì? Chị nói cái nó vậy. Rồi sao chào đi con chào đi. Con chào bà cô chú. Rồi rồi. Thiệt chứ. Vừa vừa lại rồi nè. Rồi con làm đi. Chào. Con chào đi. Con mời ông bà cô chú ăn cháo. Rồi như ngồi công tư đó. Đó, cháo ở Singapore. Nắm hỏi vừa thổi vừa ăn luôn. Thơm chứa lắm. Cái này. Rồi, cái anh hai này đi. Này né qua xíu qua em ngồi cho này. Tiền đâu? Đang vớt tép ngoại hợp bỏ vô đây ăn luôn. Gì nguyên tố vậy? Nó hộp trong cái hốc này nè, nó mới trắng. Rồi, nó khôn, nó trắng ngay giữa không à? Nghe nó khôn thấy bà nó cắn nó thọt cái tay vô phía trong luôn. Thơm lại dưới vậy đó. Thọt chỗ không có răng á. Em phải chi răng kìa. Không nói luôn á. Hay gì say mờ rồi. Hạnh ếch nè Hạnh. Ăn vài miếng đó nè. Nhi. Dạ muỗng ở đây. Nhi. Ờ, mày với Hai Nhi kìa. Kinh dở gì đi Singapore, cháu ếch mà có ăn được này rồi. Ăn cơm không nữa không? Nhi, ăn chưa?
à. Này mua thêm lỗ tai đồ khìa đồ vô nữa. Lỗ tai khìa làm phá lấu hả? Ừ. Ngon ha. Trời ơi, mấy cái trứng thịt muối nè. Cháo có nhựa thì ngon ha. Dập rau củ rồi nó không có nhựa, nó trộn lõm rồi nó ngon ngon. Nè ăn thử vô miếng dưa muối rồi nó ngon không? Ngon. Nè nó nhựa nhựa nó lên lên hết. Ở này với mấy dầu bán bé mà biết nó như chỉ 5 ngày cái gì. Dạ. Leo. Mầm mầm mầm. Nấu dầu nè. Chà. Ăn không ăn mẹ ăn. Nhìn ăn với nhỏ luôn. Quậy quá. Đâu luôn. Dụ tao hả mày? Cái đó. Cái đó đậu dưới. Dụ tao nhả hả? Nó dễ dụ đâu. Quậy mà. Rồi à, vậy không khóc dữ vậy la quá. Ờ bây giờ 10 giờ gì? Cái gì mà không chịu. Cái gì mà bay vậy? Bay bay dữ vậy. Chạy đâu? Đi gì à? Đi làm đi sửa máy trên Mỹ Thuận á. Sửa máy nghe hả? Vì nghe đi hút rồi, thấy đồng đồng, cầm miếng quay lại. Miếng một. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.